Future là một cái trình tự đã được phát triển về sau này và được sử dụng rất là rộng rãi. Ở đây là nó có hai điểm cần lưu ý là DNA, đầu tinh sạch của DNA cũng cần để dùng để khuếch đại, và nó phương pháp sử dụng là cái DDNTP dùng để kết thúc chuỗi khi mà mình để đánh dấu điểm dừng để có thể nhận biết được. Và tương tự như sau đó là nó sẽ có cái phương pháp giải trình tự tự động, rồi sau đó người ta còn phát triển thêm một cái phương pháp mới hiện tại đang được sử dụng rất là rộng rãi, đó là giải trình tự thế hệ mới hay là thế hệ tiếp theo, Next Generation Sequencing, NGS. Trong cái NGS này thì nó được biết đến nhiều tại vì nó hiện đại, nó có thể sử dụng trên quy mô lớn, tốc độ cao và giá thành càng ngày càng giảm. Giá thành càng ngày càng giảm là sao? Ở đây nó là một cái lược sử của việc giải trình tự DNA qua các thế hệ khác nhau. Từ năm 1870 thì phát hiện được DNA, rồi sau đó là rất là lâu sau đó thì nó mới bắt đầu là từ năm 1990 thì nó mới bắt đầu có thể là dạng giống như là hơi tự động, nó giúp người bán tự động cái việc giải trình tự, và nó có thể giải được ít nhất là 200.000 base pair tại lúc đó. Còn cái Sanger thì năm 1970 ở đây, hiện tại ở lúc đó thì người ta mới làm được 1.500 base pair thôi. Và bây giờ với sự xuất hiện của Next Generation Sequencing NGS thì đã này là bao nhiêu? 100 tỷ đúng không? 100 tỷ base pair, và nó đưa ra được rất là nhiều những cái hướng khác nhau. Và giá thành thực sự là càng ngày càng giảm. Trước đó vào năm 2001 muốn làm được gì đó thì phải là này là million nha. Kiểu 100 triệu đô la mới có thể làm được một cái giải trình tự của một cái whole genome. Genome là nguyên cái bộ gen đó. 100 triệu mới giải được bộ gen. Đó là mới năm 2001 và mới gần đây. Nhưng mà đến năm 2014 thì chỉ còn khoảng là bao nhiêu? Chưa tới 10.000 đô la đã có thể giải được nguyên cái trình tự bộ gen. Càng ngày càng giảm, và tới nay chắc là nó còn giảm hơn. Hiện tại là ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc và Singapore đã có những trung tâm chuyên về cái việc đó, chỉ giải trình tự, không làm gì chứ. Rất là nhiều những cái máy này, và họ chỉ nhận mẫu rồi về làm giải trình tự. Rồi làm sao để có thể hiện rõ hơn những cái bài học này thì mình sẽ tích cực là so sánh về phương pháp hóa học và phương pháp Sanger. Cái có thể làm cho mình một cái... Nếu mà so sánh hai phương pháp đó thì nó khác nhau hơn. Chắc là bắt đầu từ anh. Cái máy là mở là lại cầm bản cái bạn xem luôn. Không lẽ nãy giờ mình nghe không có chút ký ức gì hết. Phương pháp hóa học và phương pháp gì? 32B. Đó là một trong những phương pháp xuất hiện đầu tiên nhất. Những phương pháp đầu tiên lúc nào nó không có hạn chế rất là rõ ràng. Nó là gì? Độc hại nha. Nó tên hóa học. Nó rất là độc hại. Còn phương pháp của Sanger, phương pháp gì? Enzyme. Sử dụng DDNTP cho nên nó sẽ sử dụng cái chất phóng xạ ít hơn, cũng độc rồi, giảm. Tất nhiên là vẫn độc. Bước vào phòng thí nghiệm này là chết sớm rồi. Cái ngành này mình còn phải có cái gì ta gọi là gì đó, phụ cấp an toàn sinh học hỗ trợ chất phụ cấp độc hại, phụ cấp độc. Bước vô đây là độc hại rồi, nhưng mà chỉ có cái nào nó độc hơn cái nào thôi. Thì phương pháp hóa học là một trong những phương pháp rất là độc hại so với Sanger. Sanger thì nó sử dụng enzyme cho nên nó bớt độc hại hơn. Còn gì nữa? Từ Sanger cũng giới thiệu cái sự xuất hiện của DDNTP làm ngược chuỗi, thay vì là để khắc phục cái tình trạng khó khăn của cái việc sử dụng phương pháp hóa học là nó chỉ dừng lại một điểm thôi. Giống như mới nãy anh có. À, bây giờ một điểm là phải xác định chính xác cái nồng độ cái lượng hóa chất để mình làm được cái việc đó. Đúng rồi, phải dừng lại ngay tại cái việc đó. Thì cái phương pháp Sanger nó đã khắc phục được tất cả những cái khó khăn đó, và từ cái phương pháp Sanger người ta phát triển ra rất là nhiều những phương pháp khác nhau. Còn nếu mà so sánh Sanger với lại NGS thì sao? Mình có thể thấy dựa vào các bạn. Từ lúc xuất hiện Sanger thôi thì chỉ làm được
500 base pair thôi, nhưng mà bắt đầu cái phương pháp tự động và tới cái đời của NGS rồi thì có thể nhận được 100 tỷ, chứng tỏ là St. John's so với NGS thì NGS là mang tính tự động cao hơn, có thể giải quyết được rất là nhiều vấn đề, chạy được đa mẫu hiện tại hơn và giá thành rẻ hơn. St. John's thì nó mang thủ công hơn nhiều, nhà nó xử lý được lượng mẫu ít và đưa ra được cái hiệu năng kém. Và tại sao là mình cần phải giải trình tự? Nếu mà 99,9% mọi người mình gen qua bộ gen người phải không? Anh với em cùng xem một gen mà đúng không? Cùng xem một bộ gen đúng không? Tất cả mọi người ở đây cùng bộ gen. Thì tại sao chúng ta lại khác? Và tại sao người ta tới bây giờ người ta vẫn không phải giải trình tự? Khi mà nó giải một lần rồi còn giải đi giải lại chi? Đúng không? Tại vì ở đây là sự người ta gọi là gì đó? Đa dạng di truyền. Đúng không? Là cùng một cái người cha người mẹ như vậy lại phân ra thành nhiều cái khác nhau, và có những cái bệnh nó mang tính di truyền, là truyền từ đời cha mẹ sang đời con, có thể có người này có thể có người này không có, nhưng mà cùng một cái gene. Và do cái tỉ phần nó cũng khác nhau nữa, việc sinh sống khác nhau ở những vị trí khác nhau, nó dẫn tới cái sự đa dạng trong di truyền và dẫn đến sự đa dạng trong tỉ phần ở những cái vùng khác nhau. Rồi từ đó nó dẫn đến sự đa dạng trong cái cấu trúc gen. Nó dẫn đến từ đâu? Đầu tiên là nó sẽ có, đây là những cái bản tóm tắt, này là một slide rất là hay, bản tóm tắt trong những cái kiểu hình, kiểu gen khác nhau mà mình có thể có. Là nó có basic instruction là chỉ là một cái đoạn như vậy thôi. Đưa vô đây, gắn đi vô đây. Hoặc là cắt bỏ luôn từ một cái phần này khác nhau, hoặc là chèn lên nhau, rồi sau đó là đảo ngược vị trí của nhau, rồi sau đó là sự kết nối giữa cái đoạn này với đoạn kia. Để mình hiểu được là cái đa dạng di truyền, đa dạng gen nó đến từ đâu, nó do những cái sự biến đổi như vậy trong cái cơ thể mình nó dẫn đến cái điểm khác biệt này, điểm khác biệt kia. Và hiện tại là người ta đang sử dụng giải trình tự để mà phát hiện những cái SNP, có nghĩa là single nucleotide polymorphism, nghĩa là cái đoạn đột biến mất đoạn quang, nghĩa là nó chỉ có một cái vị trí đó nó khác nhau thôi. Ở đây nó có hình rõ ràng luôn nè, ở ngay tại vị trí này chỉ có một cái base khác nhau thôi, ở đây là A còn lại là C hết đó, thì cái này gọi là SNP, nghĩa là tại cái vị trí đó một cái base này thay thế cho một cái base khác thì nó gọi là SNP. Hoặc là indel, in ở đây là insertion, del ở đây là deletion, có nghĩa là sự thế vào của một cái đoạn nào đó nhiều hơn một base thì nó gọi là indel. Hoặc là sự mất, sự thêm vào hoặc là sự mất đi có nhiều hơn một base thì gọi là indel, còn cái sự mất đoạn thì gọi là SNP. Ok, mình đã phân biệt các thuật ngữ. Trên hình này có cái dấu sao, có nghĩa là nó dấu sao là bản thân của cái thằng này nó không có. Chẳng hạn giống như là 738 nè, bản thân của nó không có cái E nè. Nhưng mà ở trên 353 thì nó có. Thì mình sẽ dựa vào cái sự khác nhau của kiểu gen này nè, mình sẽ đối chiếu lại với cái kiểu hình. Ok, cái sự SNP này nè, nó ảnh hưởng gì đến kiểu hình? Là bệnh nặng hơn, bệnh nhẹ hơn hay là sao? Hoặc là người này có bệnh, người này không có bệnh. Thì như vậy thì mới từ cái sự khác nhau về kiểu hình, người ta mới sự phép, người ta mới đó, người ta mới tìm hiểu là có phải là sự khác nhau trong kiểu gen hay không, và ngược lại. Đó là lý do hiện tại người ta cũng đi giải trình tự ở những các bệnh nhân như thế này, là họ mới xem là có sự khác nhau kiểu gen hay không, mới dẫn đến kiểu hình, hoặc là do tác động của môi trường. Ở đây nó gọi là de novo, hoặc là do tác động của môi trường. Như vậy thì mình sẽ quay lại cái hình này, lúc nào nó cũng gắn bó với nhau, là môi trường có tác động đến cơ thể con người và đến thậm chí đến bộ gen luôn, thông qua các quá trình biểu hiện gen khác nhau, và thông qua do những cái tác động này nó ảnh hưởng tới cái kiểu hình của mình. Và hiện tại là nếu mà mình đã giải mã được bộ gen rồi, đúng không, nghĩa là mình đã có tất cả các trình tự ở trong tầm tay rồi, mình muốn biết cái gì ở đâu cũng có. Như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái khá là hay, hiện tại là trong khoa học người ta đang làm rất là nhiều, mà sẵn ở đây mình giới thiệu cho các anh chị luôn. Đó là giả dụ giống như là sao ta, mình cầm một cái kịch bản gì đó trong tay rồi, đúng không? Vậy thì
Câu hỏi đây là mình có thể thay đổi không? Có đúng không? Nếu mình thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Giờ mình thay đổi bằng cách nào? Hiện tại người ta đang dùng rất là nhiều phương pháp khác nhau, gọi là mình có thể gắn một cái đoạn gen mới đi vô cái đoạn gen người đã có sẵn không? Có. Mình có thể lấy nó đi không? Có luôn, đúng không? Mình chỉ việc dùng cái restriction enzyme, mình cắt ngay cái chỗ đó, rồi mình chế ra một cái đoạn y chang như vậy với hai cái đầu nó hợp với cái restriction enzyme đó, mình gắn vô, nó giống như gắn vô plasmid với vector vậy thôi, rồi mình cho nó biểu hiện ra ngoài. Nó có biểu hiện không? Thường thì nó sẽ có biểu hiện. Người ta vẫn đang thí nghiệm ở trên chuột, là nếu mà người ta gắn cái đoạn trên này vô thì nó có sản sinh ra một thứ khác nhau. Cụ thể ở đây là người ta đã chế tạo insulin là bằng cách đó. Rồi còn cái việc mà silence gene thì sao? Nghĩa là sử dụng cái enzyme đó có thể cắt bỏ những cái đoạn gene nó luôn và làm cho cái triệu chứng nó không có bị hiện ra. Thì hiện tại ở Trung Quốc đã điều thí nghiệm tạo em bé biến đổi gene mà có gene để kháng lại HIV. Nhưng mà câu hỏi này là gì? Đầu tiên là gì? Tại Thế sao lại tạo một em bé? cái đó là bữa nay lúc này cũng đang gây tranh cãi về chuyện đạo đức mà. Bỏ qua chuyện đạo đức đi nha. Xét trên phương diện khoa học. Chuyện đầu tiên ở đây là đó là một bước đột phá nó làm trên người, nhưng mà còn một cái ở đây là để nói luôn là có thật sự nó có kéo dài được hay không, tại vì cơ thể mình sẽ luôn biến đổi, những cái em bé sẽ phải lớn lên thì sẽ phải tương tác với môi trường, và cái chuyện tương tác với môi trường đó nó sẽ làm cơ thể mình có thể đào thải cái gene mà mình đã được biến đổi đi, đúng không? Đó là lý do là cái chuyện thí nghiệm này nhiều khi là nó cũng không mang ý nghĩa cao, tại vì biết đâu là cái em bé nó sẽ cuối cùng nó sẽ đào thải cái gene nó đi ra ngoài mà nó lại vi phạm đạo đức là rất là lớn. Cho nên là cái chuyện mà mình có thể biến đổi được gen, đúng, nhưng mà mình có thể hiện được cái gen đó ra ngoài hay không nó vẫn là một quá trình dài. Đó là lý do mình lại quay lại cái hình giống như là mình đã thấy nói nãy, nó là quá trình rất là dài và nhiều khi mình thấy cái gen này trên đó nhưng mà nó không thể hiện ra ngoài. Đó là lý do thường là bây giờ nó đi theo cái kiểu là nó đi từ kiểu hình nhiều hơn, bệnh nhân này có bệnh như thế nào rồi mới là tìm hiểu xem về kiểu gen của bệnh nhân đó nó có như thế nào, nó có những cái gì so với người bình thường và nó không có những cái gì so với người bình thường, và từ đó người ta mới truy xuất ra nguồn gốc là có thể là cái sự có hoặc là thiếu ăn nó dẫn đến cái bệnh này hoặc là không. Đó là lý do mà mình nên xem xét lại cái việc là sử dụng việc giải trình tự lúc nào. Hiện tại là nhiều cái đề tài nó hơi lạm dụng một chút là lúc nào cũng đem ra cái việc giải trình tự ra, nhưng mà không, mình phải suy xét vào cái mục tiêu cuối cùng của mình là gì và được bỏ mình có là như thế nào. Nếu mà chỉ cần xác định là đột biến mất điểm thôi thì mình dùng, có thể dùng fish đúng không, nếu mà bị mất ngay cái đoạn đó thì cái đoạn dò cũng đâu có bám vô được đâu để mà nó có thể báo được cái tình trạng đó cho mình. Nhưng mà khi mình đã xác định được cái SNP đó rồi, mình muốn xác định xem nó mất cái base nào thì mình mới đem cái đoạn ngắn đó đó đi giải trình tự ra để xem nó bị mất chính xác cái base nào. Câu hỏi gì không? Hơi nhiều thông tin nhưng mà có rõ ràng không về cái cách vận hành của các phương pháp khác nhau. Tại vì hiện nay mình cứ dùng cái từ là giải trình tự bộ gen người, tức mình dùng từ đó thì mình nói hàng ngày thì có vẻ nói rất là nhiều. Thì như vậy thì trong cái bộ nhiễm sắc thể của người mình á là có 46 cái nhiễm sắc thể đó, thì như hai vậy mươi ba thì giải trình tự bộ gen người tức là giải từng cái nhiễm sắc thể một hay là sao? dạ câu hỏi hay. Các bạn nghĩ sao, mình cũng đang suy nghĩ, các anh chị nghĩ sao? Đâu có đâu, có một số gen nó đâu có trên nhiễm sắc thể này, hoặc là có một số gen nó chỉ có trên nhiễm sắc thể kia. Nếu mà trên cái cơ chế chẳng hạn như HER2 nó chỉ có trên nhiễm sắc thể số 17 đúng không?
Vậy thì em nghĩ là nó sẽ giải mã hết 23. Có một số gen nó không có trên những thực thể này, có một số gen nó không có trên những dạ đúng rồi. Nó bắt đầu từ năm 1990 và kết thúc vào năm 2013, cũng còn 13 năm miệt mài giải mã. Hợp lý mà. Dạ còn câu hỏi gì không? Nếu không thì mình kết thúc hôm nay nha. Okay, cảm ơn mọi người. Dạ. Không không biết là chính gen của con người chính xác là bao nhiêu bộ gen. Dạ, một nó, bộ anh. Không 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 phải một anh. Bao nhiêu gen luôn, xin lỗi. Dạ. Cái đó là mới chưa hoàn tất đâu. Khoảng 22.000 nhưng mà vẫn có tài liệu nói hiện giờ là đã gần 30.000. Tại vì khi nói về gen á thì nói về DNA mã hóa. Còn hiện tại thì người ta vẫn chưa có tìm ra được chức năng của các gen trong khác nhau. Và hiện tại là còn nhiều hơn những cái DNA thay vì nó trong nhân tế bào thì nó còn có ở trong ti thể. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc đâu.